Rồi em xin chào anh em mình, thì rất vui được quay lại cái clip tối ngày hôm nay. Thì clip tối ngày hôm nay em xin test và chia sẻ với mình một cái đôi loa toàn dạng Electro Voice, một cái thương hiệu khá là lớn đến từ Mỹ nha anh em ha. Thì đây là cái model là SB12B. Thì hôm qua thì mình cũng có test hai cặp ha, một cặp là mình thu lại của khách. Mình có để cho anh em một cái giá cực kỳ mềm để anh em sưu tầm chơi là 8 triệu, và đôi loa đã được anh trai mua rồi nha mọi người ha. Và đây là một cái đôi loa mới về nha mọi người ha. Thì cũng là SB12B. Thì anh em mình biết á, là dòng Electro Voice mà cái model SB12B nó sản xuất vào năm 1970 và 72 nha các bạn ha. Thì đây là một cái đôi loa hay của hãng, cho nên được sản xuất 3 năm liền ha, 70, 71, 72. Thì với cái bản mà 70 các bạn ha, sản xuất năm 70 nó có trở kháng là 16 ohm nha mọi người ha. Rồi lo mà sản xuất qua năm 72 á thì trở kháng của nó là 8 ohm xương gân đúc nha mọi người ha. Rồi năm 70 thì nó sẽ thiết kế bằng xương 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 sắt nha các bạn ha, xương sắt như thế này nha mọi người. Thì đây là một cái đai lo có độ nhạy khá là cao các bạn, độ nhạy lên là 98 dB nha mọi người ha. Đấy. Và công suất của lo là đạt maximum là 60W nha mọi người, 60W đó. Thường á, dòng Electro Voice thì công suất nó rất là tốt mọi người ha, rất là tốt. Và anh em mình lưu ý là cái dãy trầm của đôi loa SB12B này nó xuống được tới 35 Hz, cho nên tiếng bass của nó rất là tốt nha các bạn ha. Đấy. Thì lo tình trạng là nguyên bản nha anh em ha. Thì màn giấy xếp thì anh em mình thấy là giấy lo còn khá là mới. Đây là cái viền giải diêm ha, viền giải diêm đi theo lo và phiểu lo khá là đẹp ha, không có bị mẻ gãy chỗ nào hết, và chữ cái logo bạn còn rất là mới nha mọi người ha. Thì anh em mình nhận dạng ở đây nha bạn ha. Thì lo nguyên bản thì anh em mình thấy keo viền đồ đó thì còn rất là đẹp. Thì mình sẽ quay sơ lược tổng thể cái đôi lo này thì anh em mình xem, và mình sẽ mời anh em mình nghe một cái đoạn test nha mọi người ha. Đây mình thấy là xương lo rất là mới nha mọi người ha. Ở cái này thì hàng về mình chỉ lau vào vệ sinh thôi ha, vào vệ sinh bụi thôi. Thì đây là cái model của lo nè, model là SB12B nha mọi người ha. Thì lo này trở kháng là 16 ohm nha các bạn. Thì cặp SB12B này nó sản xuất năm 70 á là 16 ohm ha, còn năm 72 là 8 ohm nha anh em. Năm 72 thì xương là xương gân đúc nha các bạn ha. Thì lo là được sản xuất tại Mỹ nha, có model là có số series các bạn. Thì 601 28 nha mọi người ha. Thì một đây là một cái đôi lo là nó cặn số series nhất nha mọi người. Thì để mình quay cái lo còn lại chia sẻ để mình luôn, rồi mình mời để mình nghe một đoạn test nha. Thì cái đôi lo mình để cho anh em mình cái giá khá là mềm để anh em mình sưu tầm chơi, thì cái giá là 11 triệu 500 ngàn nha các bạn. Thì đây là một cái giá mình đã cân nhắc rồi nha mọi người ha. Thì hiện tại bây giờ thì vận chuyển ship đồ thì giá nó cũng khá là cao đó mọi người đó. Thì lo là bao zin nguyên bản cho anh em mình nha các bạn ha. Xương lo còn rất là đẹp các bạn, máy tinh là bóng bóng loáng nha mọi người ha. Thì đấy, thì hàng mà chưa sử dụng ở Việt Nam á thì nó sẽ mới và bóng như thế này nha mọi người đó. Thì đây là số series nè, thì để mình quay chia sẻ nha mình. Số series là 601 ha 22, thì bên kia là 601 28, thì nó cách nhau chỉ có 6 số thôi nha các bạn ha. Đó, thì đây là một cái điều cũng khá là ít gặp nha mọi người. Thường nhà đôi lo thì về số series nó nằm xa nhau lắm, nó không có nằm gần gì đâu nha các bạn. Thì anh em mình tối nay á, nếu mà anh em mình mua cặp đôi lo này á, mình sẽ tặng em mình là một cái đôi dây lo của Monster hàng 7 Mỹ nha nè. Đây, dây lo của Monster. Thì Monster này là hiện tại trên thị trường đời mới các bạn, thì được sản xuất tại Trung Quốc. Thì dây của nó sẽ hơi hơi dày hơn và bản nó nhỏ hơn. Thì con này là hàng 7 Mỹ cho nên dây nó dẹp hơn và bản nó lớn hơn các bạn. Thì đây là một cái đôi dây các bạn. Nói chung là nó cái giá kinh phí đầu tư nó rất là ok nha các bạn, ba giải đánh rất là đều nha mọi người ha. Đó, thì đôi lo này, dây lo này là các bạn mình xài rất là nhiều luôn các bạn, mình đã xài qua nhiều cái loại dây rồi các bạn, mất tiền cũng hơi hơi mất tiền cũng có, nhưng mà mình thấy dây này là ok nhất, giá nó mềm nữa các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái lo lại rồi mình mời anh em mình nghe một đoạn test. Thì mình sẽ cùng nhau nghe một cái bài là Nửa Hồn Thương Đau của ca sĩ Tuấn Anh trình bày nha anh em. Thì mình sẽ test qua con âm ly đèn kit nha, chạy bóng KT88 bút bùn nha mọi người. Ơi em xin mời anh em mình nghe một đoạn test nha.
nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi, nghe tình đang chết trong tôi, cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời. Nhắm mắt ôi sao nửa hôn bỗng thương đau, ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào, em ở đâu anh ở đâu, có chăng mưa sầu buồn đến mắt sâu. Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt, chỉ thấy lòng nhớ thương chất ngất, và tiếng hát và nước mắt. Đôi khi anh muốn tin, đôi khi anh muốn tin, ôi những người khóc lẻ loi. Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi, nghe tình đang chết trong tôi, cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời. Nhắm mắt ôi sao nửa hôn bỗng thương đau, ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào, em ở đâu anh ở đâu, có chăng mưa sầu buồn đến mắt sâu. Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt, chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất, và tiếng hát và nước mắt. Đôi khi vâng, em xin chào anh em mình. Thì vừa rồi mình vừa nghe một đoạn của bài hát Nửa Hôn Thương Đau do ca sĩ Tuấn Anh trình bày. Thì đây là một cái dialogue toàn giải Electro Voice như mình chia sẻ theo mình, SB12B, đường kính lo là 30 nha các bạn ha, trở kháng là 16 ohm, giá của chiếc dialogue là 11.500.000, giá này đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em mình nha. Thì dialogue này là hàng bao zin đạp cho anh em mình nha. Đấy, nếu là có nhu cầu sử dụng một cái sử dụng và sưu tầm một cái dialogue toàn giải Mỹ cổ zin đẹp hoàn hảo thì mình có thể sưu tầm đôi lo này nha các bạn. Thì lo toàn giải Mỹ bây giờ chúng mình cũng ít dần rồi các bạn, nó không còn nhiều, và với những cái đôi lo đẹp và zin như thế này thì cũng khá là hiếm nha các bạn ha. Thì giá thì 11.500.000 và đã bao gồm phí vận chuyển. Thì giờ em xin kết thúc cái video ở đây, nên là có nhu cầu liên hệ số điện thoại là 0919 929 926. Mình cũng xin chia sẻ anh em mình luôn là mình nhận chốt đơn chuyển khoản ha. Mình không có ship COD cho nên em mình thông cảm. Em xin chào anh em mình, hẹn gặp lại anh em mình ở clip sau. Xin chào mọi người nha.